Những chiếc giỏ xe chở đầy những hương thơm của Hà Nội, những gánh hàng rong đơn sơ ngập tràn trong 12 mùa hoa, những quán nước ven đường, những ấm trà nóng, ống điếu thuốc lào, những cột điện răng mắc. Một Hà Nội thân thương, tươi đẹp với những tà áo dài thướt tha cùng những nét thanh lịch của người Hà Thành đã chiếm trọn không gian của chương trình quảng bá văn hóa và ẩm thực Hà Thành tại Trung tâm Thương mại Sapa. Đây là một trong những cái mốc son lịch sử mà người Việt ở khắp mọi miền của Tổ quốc đều biết rằng là cái trái tim của Tổ quốc là Hà Nội. Ở đó có con người, có văn hóa của người Hà Nội. Và dường như rằng là khi nhắc đến Việt Nam thì tất cả bạn bè trên thế giới ai cũng biết đến Hà Nội. Thực ra thì với người Hà Nội chúng tôi muốn là khẳng định hơn cái vai trò, cái vị thế của thủ đô của chúng ta. Mặc dù chúng tôi không phải là những người con được sinh ra và lớn lên Hà Nội, nhưng chúng tôi là người ở tất cả các vùng miền. Nhưng chúng tôi lại có nhà, có hộ khẩu hoặc là định cư Hà Nội, có những kỷ niệm ở Hà Nội hoặc chúng tôi học ở Hà Nội. Chúng tôi còn cảm thấy Hà Nội không thể nào thiếu được trong trái tim mình. Sự kiện quảng bá văn hóa và ẩm thực Hà Thành do Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức nhằm chào mừng 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 1954, mùng 10 tháng 10 2023. Đây cũng là sự kiện được hội tổ chức thường niên vào dịp tháng 10 dành riêng cho thủ đô Hà Nội và những người đất Hà Thành và cả những người con xa xứ yêu mến Hà Nội. Sang Séc đã được hơn 20 năm, quê tại Hải Dương, nhưng với chị Phạm Quỳnh Hoa, Hà Nội là một nơi chị dành rất nhiều tình yêu. Mỗi lần về Việt Nam, chị đều ghé thăm Hà Nội để thỏa nỗi nhớ. Hôm nay chị đến với cả hội trường này thật sự là rất là bất ngờ, thật sự là rất là đẹp và đúng là nhìn lại được mình lại trở lại về Hà Nội đấy. Như kiểu như mình đang được đắm chìm trong Hà Nội, như kiểu một cái Hà Nội nhỏ, thu nhỏ của ở bên Cộng hòa Séc này. Chú sang Séc từ năm 1986 đến nay cũng là 38 năm rồi. Ngay từ nhỏ đến lớn chú thấy Hà Nội là một cái thủ đô rất là yêu thương và lần nào chú lên Hà Nội chú cũng rất là thích. Mà nhất là ngày còn bé mà được bố mẹ hoặc là gia đình hoặc là cho đi chơi thủ đô Hà Nội một điều rất là hứng thú. Mà nay được Hội Văn hóa Nghệ thuật tổ chức một cái buổi giao lưu về cái ngày giải phóng thủ đô là chú cũng rất là cảm thấy hãnh diện, tự hào và luôn luôn hướng về đất nước cội nguồn và thủ đô xinh đẹp Hà Nội của mình. Quê của cô là ở Hà Nội, phố Khâm Thiên, hiện tại ở Cộng Séc là hơn 30 năm, tức là Hà Nội rất là đẹp và có những cái đường phố như là cả một hàng cây hoa sữa. Và Hồ Gươm, đấy là những cái chỗ mà những cái người lớn tuổi ngày xưa của các cô rất là thích, những cái kỷ niệm. Năm nay, sự kiện được tổ chức với chủ đề Văn hóa ẩm thực Hà Thành, ban tổ chức đã mang đến các hàng quán ẩm thực độc đáo của Hà Nội. Nền văn hóa ngàn năm văn hiến qua những danh lam thắng cảnh, những con phố cổ nổi tiếng, hàng ngang, hàng đào và những làng nghề truyền thống của Hà Nội. Từ những món ăn vặt đường phố cho đến những món ăn đã mang thương hiệu riêng của Hà Nội như phở, bún, nem, ốc đêm hay cả những quán bia ven đường, trà sen Hồ Tây và những góc cà phê, trà đá trên mọi nẻo phố phường. Tất cả những sản vật đó mãi mãi là niềm tự hào với những người con đất Hà Thành xưa và nay. Đặc biệt xúc động và hãnh diện với những người tham dự chính là sự kiện nhắc nhớ lại dấu mốc lịch sử mùng 10 tháng 10 ghi dấu ngày chiến thắng của thủ đô Hà Nội. Giải phóng thủ đô thì tất nhiên là tất cả không phải riêng chị và tất cả ai cũng vậy, cũng rất là vui và hạnh phúc đấy. Tất cả những phố phường mình nhìn thấy ở đây và ấm chè như kiểu như là mình đang được ngồi ở Việt Nam ấy, rất là vui và rất là hạnh phúc. Mùng 10 tháng 10 thì là những cái ngày mà mọi người ở xa xứ đấy thì rất là nhớ Hà Nội, nên được cái sự mà dàn dựng và được tập trung lại với nhau như thế này là một điều rất là vui và rất là hạnh phúc, như là mình nhớ lại những cái cảnh ngày xưa, nó hồi tưởng lại tất cả những cái cảnh Hà Nội ngày xưa. Cho nên là cái điều này thì cô nghĩ rằng là không phải một mình cô và tất cả mọi người đều rất là vui mừng và rất là hạnh phúc khi mà đến để hội ngộ tụ tập ở đây kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô lịch sử của Việt Nam. Ngày giải phóng thủ đô hoặc ngày tiếp quản thủ đô cũng là ngày sung sướng tự hào của dân tộc Việt Nam được đón chào một thủ đô trong hòa bình và xây dựng thủ đô càng ngày càng tươi đẹp,
vươn tới các tất cả các vì sao. Thật là một sự hãnh diện. Thì phải nói là tôi thấy là cái buổi lễ này tổ chức rất là thành công. Thứ nhất là đây là dịp để mà bà con cộng đồng ở đây có dịp để thưởng thức những cái ẩm thực rất là truyền thống của Hà Nội, và qua đó thì lan tỏa được cái nét đẹp văn hóa của Hà Nội ngay tại đối với cộng đồng tại Cộng hòa Séc, cũng như là lan tỏa được cái văn hóa của Hà Nội đối với bạn bè quốc tế ở đây. Chúng tôi đã quyết tâm là đưa cái chương trình tổ chức giải phóng thủ đô hàng năm lên một cái tầm cao mới, buộc chúng ta phải đưa vào một cái chương trình như là quảng bá văn hóa, rồi quảng bá ẩm thực, để cho tất cả những con em hoặc là những người mà ở các vùng miền, người ta hiểu được hơn về Hà Nội. Cũng tại sự kiện, những bài ca đi cùng năm tháng, những nét đẹp văn hóa con người Hà Nội cũng đã được các nghệ sĩ Việt Nam và cộng đồng biểu diễn. Đặc biệt, các chị em phụ nữ trong cộng đồng còn mang đến phần trình diễn đặc sắc trong trang phục áo dài truyền thống của Hà Nội. 69 năm qua, những kỷ niệm thiêng liêng về ngày giải phóng thủ đô vẫn còn mãi trong dòng chảy lịch sử, và là nền tảng vững chắc cho quân và dân Việt Nam tiến tới giải phóng dân tộc. Và với mỗi người con Hà Thành nói riêng và người Việt ở khắp các tỉnh thành nói chung, thủ đô Hà Nội mãi là trái tim dân tộc, mãi là niềm kiêu hãnh và tự hào khi nhắc đến, dù ở bất cứ nơi đâu trên quê hương thứ hai.